Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh giản hạ thủy thường có tính cách phức tạp, khó đoán vì can đinh thuộc hỏa mà bản mệnh của họ lại thuộc thủy. Hỏa và thủy mâu thuẫn, tương khắc khiến nội tâm của người tuổi Đinh Sửu thường hay xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Có lúc người ta thấy bản mệnh nhiệt tình, hăng hái, có lúc lại trầm lắng, buồn bã. Do giản hạ thủy là nước khe suối nên tuổi Đinh Sửu ít khi bộc lộ được bản thân, thường cất giấu nhiều bí mật, cảm xúc, không bộc lộ rõ ràng, không dễ thân thiết với người khác. Nhưng một khi đã quen thân với ai, thì tuổi Đinh Sửu sẽ tỏ ra mình là một người dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc. Ngoài ra vì hành thủy chủ về trí tuệ, nên những người tuổi Đinh Sửu mệnh giản hạ thủy cũng có đầu óc thông minh, giỏi giang, có tài ứng biến. Trong học tập và công việc, họ thường là những người có suy nghĩ đột phá, đưa ra những ý tưởng mới lạ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh giản hạ thủy có đặc trưng rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng nề hà gian khó, luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Về mặt tình cảm, những người tuổi Đinh Sửu 1997 khá đào hoa. Họ sớm tìm được người lý tưởng, nhanh chóng đi đến hôn nhân. Có điều, người này không nên gây mâu thuẫn với bạn bè hay gây chuyện thị phi. Làm việc sẽ khiến kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ hãm hại, đem tới không ít phiền phức. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Đinh Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt ngư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Sửu. Để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất,
về sự nghiệp, quan vận, tháng này không hoàn toàn thuận lợi cho những gia chủ tuổi Đinh Sửu bắt đầu vào công việc mới. Với những người đã đi làm, công việc của các bạn bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được thái độ làm việc, nhưng không được như ý. Nhưng bản chất ham vui sẽ bị lôi kéo, khiến cho gia chủ tuổi Đinh Sửu dễ dàng đi chạch đường dây, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, gia chủ lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời những người tốt, lại đi nghe theo những kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc cho những chuyện cần đến lý trí khiến bản mệnh sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp bị hạn chế. Khi phong thủy gia cát khuyên bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Đặc biệt thời gian này, thầy gia cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được hung tinh, kẻ tiểu nhân và tăng cường cát khí cho gia chủ. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 6 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Gia chủ tuổi Đinh Sửu xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Gia chủ có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình đang làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ bản mệnh phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Sửu, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo, bước sang tháng 6 âm lịch, các gia chủ tuổi Đinh Sửu vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh mà gia chủ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Gia chủ có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho những người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Đinh Sửu có năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của gia chủ tuổi Đinh Sửu khá ổn định. Người tuổi Đinh Sửu có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của gia đình trong những việc bản mệnh muốn làm. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ tuổi Đinh Sửu không nên quá cần lực kiếm tiền hay quá tập trung vào việc học mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bản mệnh nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp gia chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả sau những năm tháng vất vả lao động. Tuổi Đinh Sửu còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu, quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, gia chủ nên có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc.
ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để tuổi Đinh Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm Sa Trung Kim, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 tức ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch nạp Giáp, Kỷ Mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 6 tức ngày 22 tháng 7 dương lịch nạp Giáp, Tân Mùi. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 6 tức ngày mùng 3 tháng 8 dương lịch nạp Giáp, Quý Mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 6 tới ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tý, nạp âm, Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 6 tức ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bình Tý, nạp âm, Giản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, kính mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bản mệnh hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.